Niềm tin là một mệnh lệnh tuyệt đối không thể từ chối đối với hệ thần kinh của chúng ta. Nó điều khiển mọi hành vi của chúng ta. Và do đó, nó là cách thức để chúng ta tạo ra cuộc sống của mình. Mặc dù niềm tin nó không bao giờ đóng tuyệt đối, nhưng nó luôn hiệu nghiệm đối với những người tin vào nó. Và do đó, nếu như chúng ta tin rằng mình có thể làm được một điều gì đó, hoặc mình không thể làm được một điều gì đó, thì chúng ta luôn luôn đúng, bởi vì những gì mà chúng ta tin vào sẽ trở thành thực tế đối với chúng ta. Ví dụ như nếu hai người cùng sinh ra trong một hoàn cảnh nghèo khổ, nhưng nếu người đó tin rằng số mình là số nghèo khổ, dù có làm gì đi nữa thì cũng không thay đổi cuộc sống của mình, thì mặc dù rất nhiều cơ hội làm giàu trước mắt, nhưng họ không bao giờ hành động. Và dù có hành động đi chăng nữa, thì khi gặp những thất bại tạm thời thì họ sẽ dễ dàng bỏ cuộc và khẳng định lại rằng chính niềm tin nghèo khổ của mình là đúng. Ngược lại, nếu người đó tin rằng họ sẽ trở nên giàu có, thì họ sẽ luôn tìm kiếm những phương pháp, những cách thức để trở nên giàu có. Và mặc dù những hành động của họ có những thất bại tạm thời, thì họ sẽ rút ra những bài học kinh nghiệm và họ sẽ chọn những hướng đi mới, hướng đi đúng đắn để giúp họ đạt được mục tiêu trở nên giàu có của mình. Và do đó, niềm tin khác nhau thì nó sẽ tạo ra cuộc sống của chúng ta khác nhau. Và dù niềm tin của các bạn như thế nào thì các bạn luôn luôn đúng. Cuộc sống là do chúng ta quyết định. Chúc tất cả mọi người thành công.